Anh Hoàng Anh ơi, em có một ông chú Việt kiều ở Ba Lan và hiện tại chú đang có khoảng 2 triệu đô, chỉ định em là đi mua giúp chú một căn biệt thự ở Vinhome. Thì không biết là hôm nay anh có một cái lựa chọn nào để giới thiệu đến chú không ạ? Em hỏi đúng người và đúng thời điểm đấy. Và ngay bây giờ anh sẽ dẫn Khánh và chú của em khám phá một căn song lập góc nằm trên trục đường giao thông huyết mạch bậc nhất tại dự án Vinhome Bắc 2. Và chúng ta cùng khám phá ngay bây giờ. Và đây là căn song lập góc mà anh muốn giới thiệu đến chú của em. Dạ vâng ạ. Tại sao anh giới thiệu này? Anh đánh giá đây là một trong những căn song lập góc đẹp trong top 5 căn của viện dự án này luôn. Thì không biết là tại sao, cái tiêu chí gì mà khiến anh đánh giá đây là sẽ là top 5 căn đắc địa ở đây ạ? Em hình dung nhá, cái mặt tiền rất lớn này. Vâng. Một căn song lập góc với diện tích đất là 209,5 m². Vâng. Và nó nằm ở trong cái trục giao thông rất huyết mạch, tức là đường này đường 20 m. Vâng. Nó sẽ thông, đây là một trong hai trục thông từ gọi là sông Sinpark này, qua phân khu Cọ Xanh này, qua khu công viên trung tâm Empire Park này, 9 tòa chung cư này, và chạy qua khi đưa ánh sáng này, chạy sang tiếp là san hô, và kết thúc là ở hồ tạo sóng và 15 tòa chung cư. Thế là cái trục đường huyết mạch kết nối của các cái tiện ích của dự án. Và ngay đây chỉ có vài bước chân thôi là em có thể thấy là tiệm cận được là quảng trường khi đưa ánh sáng. Đúng rồi. Ở bên phải này là gần với Vincom Megamall, chỉ vài bước chân thôi. Và ở bên này là phố đi bộ Kingdom Avenue. Gần như thế là cái này nó hội tụ đủ là gì? Nhất cận thị, nhị cận giang và tám cận lộ. Chuẩn luôn ạ. Đúng là một căn rất là vị trí rất là kim cương đấy anh ạ. Không chỉ như vậy anh em nhá, cái hướng của nó anh rất là thấy là tuyệt vời. Vâng. Cái hướng trục chính của nó này là hướng đông nam, đông rất nam. Mát luôn. Và bên này là đông bắc. Tức là căn này khi mà mình khai thác, mình kinh doanh, ăn uống hay là các thứ ấy thì rất là mát luôn. Đúng không? Tức là đặc biệt là buổi chiều, mùa hè thì hướng nam đúng không? Gió rất là mát đúng không anh? Và em thấy không? 205 m² đất nhưng mà thấy cái mặt tiền nó lớn như này thì rất thoáng, gần như cái vỉa hè này. Đây chính là cái không gian mà khi mà mình khai thác kinh doanh ấy, tối nó cực kỳ rộng luôn. Mình khai thác kinh doanh thì một trong những yếu tố mình quan tâm nữa là nhà để xe, chỗ để xe đúng không? Đúng rồi. Thì với cái mặt tiền như thế này mình để xe rất thoải mái. Và ngay bây giờ chúng ta hãy khám phá chi tiết bên trong căn song lập này nhé. Khi đi vào bên trong này, Khánh thấy thế nào? Ồ, đúng là căn góc thì bên trong mình vào mình nhìn ra bao giờ cái mặt thoáng của nó cũng rất là nhiều cửa đấy anh ấy. Nên đúng là rồi. Rất là nhiều hai mặt tiền thoáng, rộng. Tức là gần như em thấy không? Có gần một phía này thôi. Đúng. Còn lại là mặt tiền, mặt đúng sau này cũng thoáng. Nên là bên hông thoáng. Bên hông. Thì với những căn có vị trí góc đắc địa như thế này ấy, thì khi mà mình vào tầng 1 ấy, cái không gian kinh doanh này, khi mà em khai thác bố trí mặt bằng kinh doanh ấy, để có cái nội thất ấy, đúng rồi, thì nó sẽ có rất nhiều cái vị trí để em có thể kinh doanh buôn bán. Và nếu mình mà khi mà mình sử dụng ấy, mình sẽ có rất nhiều cái phương án thiết kế đó. Căn này sẽ xây thô, hoàn thiện mặt ngoài và có cầu thang 4,5 tầng đó. Và anh nghĩ là chúng ta sẽ khám phá thêm ở các tầng trên để chị biết được là cái không gian kinh doanh của tổng diện cái sàn xây dựng của 4,5 tầng này là 455 m². 455 m² cho 4 tầng. 4,5 tầng cũng là con số rất là lớn luôn. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 2 đi. Mà anh Hoàng Anh ơi, em thấy là cầu thang này nó có vẻ hơi nhỏ một xíu. Anh cũng nghĩ vậy đấy. Đây là một, nhưng mà bản thân anh nghĩ là căn này sẽ phù hợp với kinh doanh. Vâng. Thì cái việc mà gọi là tiết kiệm cái diện tích cầu thang để mình dành cho diện tích mặt bằng kinh doanh là vô cùng quan trọng. Vâng. Nếu mà em mà là dùng căn này em sẽ làm thang máy hết. À, em sẽ làm để nhiều thang máy. Thì thang kia nhỏ cũng là để diện tích mình làm thang máy được ấy. Đúng rồi. Tức là mình tùy mình cái nhu cầu sử dụng của mình khai thác, mình có thể làm thang máy. Vì 4 tầng rưỡi mà phải có thang máy thì đi được chứ. Ủa. Lên trên này em thấy là view rất là đẹp đấy anh ạ. Cảm giác rất thoáng đúng không? Vâng. Và cả hai hướng, đây là hướng đông nam này. Khi đi ra em sẽ thấy cái ban công đông nam, ban công đông nam này nó có giá trị như nào. Và vâng, nhìn từ tầng 2 ra ấy, thấy không? Quá cực là đẹp kỳ luôn, bao la rộng lớn luôn. Vâng. Đây chính là những cái điểm quan trọng khi mà mình đầu tư và mình cho những nhãn hàng vào kinh doanh khai thác. Vâng. Họ sẽ đánh giá những vị trí này rất cao luôn. Đúng rồi. Em thấy cái cột này có ảnh hưởng gì khi mà khai thác không?
Nói chung là em nghĩ là nhà thì cột thì cũng bình thường, nhưng em thấy là cột này nó đã làm diện tích nó nhỏ hơn rất là nhiều so với một số cái dự án khác rồi ấy. Anh nghĩ là cái vị trí cột này nó cũng không quá hiểu đâu, tại vì nó sẽ liên quan đến ngăn phòng và bố trí không gian đúng rồi. Mình vận hành khai thác. Ví dụ như mình làm nhà hàng thì sẽ có những cái phòng VIP chẳng hạn, thì mình ngăn phòng. Và không chỉ có ban công ở phía đông bắc đâu, à đông nam đâu, còn cả đông bắc, đông bắc em đúng nhé. Vâng. Nhìn ra phố đi bộ. Nhìn ra phố đi bộ trực diện luôn đây. Rất là gần, vào đây. Vincom đấy. Rất là gần Vincom luôn. Em thấy là những căn mà tiện đi ra Vincom thì thường cái mật độ sử dụng và khai thác của nó rất là nhiều ấy. Chẳng hạn như bên Ocean Park 1 anh thấy là cái dãy sao biển ở gần Vincom ấy. Chính xác. Nhà hàng rất là đông đúc luôn. Chúng ta cùng tiếp tục khám phá tầng 3 nhé. Ở tầng 3 này thì cũng tương tự tầng 2. Vâng. Thật ra là nhà mình xây thô mà, nên là các tầng tương tự nhau. Nhưng mà với một cái mặt sàn rộng như thế này thì anh liên tưởng là nó sẽ phù hợp với kinh doanh về những cái nhà hàng hoặc ngành nghề như thế nào? Thực ra anh nghĩ là với cái vị trí nó đắc địa như này, trục giao thông huyết mạch, một trong hai trục xuyên rất nhiều khu, kết nối toàn bộ của dự án. Thậm chí anh nghĩ là những cái căn như vị trí này còn khả năng kinh doanh còn tốt hơn cả những căn ở đại lộ San Hô. Vâng. Em biết sao? Em nghĩ là do cái thuận tiện kết nối giao thông, với hai đấy là cái chỗ để xe. Chính xác. Nhiều khi là những cái đường lớn như thế, đường đại lộ San Hô 51m, ô tô đi lại rất nhiều và đi nhanh. Kết nối vành đai 3.5/4. Vâng. Thì những cái cằm như này anh thấy là để mà làm nhà hàng ấy, ăn uống rất là ok luôn. Đúng. Vì nó gần, rất gần phố bộ này, gần quảng trường này. Vâng. Và em thấy không? Càng lên cao ấy thì cái view, cái vị trí càng, càng thể hiện rõ đẹp như nào. Đúng rồi. Càng lên cao view càng thoáng anh nhỉ. Chính xác. Khi anh nhìn thẳng ra Vincom luôn kìa. Quá là tuyệt vời luôn. Rất rất ít cằm có vị trí đắc địa như thế này. Đúng rồi. Tầng 4 này cảm giác diện tích nhỏ hơn đúng không em? Dạ vâng ạ, em thấy là diện tích ở đây thì nó nhỏ hơn dưới tầng 2, tầng 3 một chút. À và bí mật ở cái sân bên ngoài này. Chính là căn này nó, tầng này nó sẽ có cái khoảng sân riêng ở đây đúng không? Chính xác. Và đây là cái điều rất quan trọng. Rất quan trọng nhá. Em hình dung là ở đây view tuyệt vời như này. Wow. Mình có thể bố trí nếu mà kinh doanh ấy, mình có thể những cái bàn ăn đúng không? Cà phê bàn ăn ở đây view rất đẹp. Thực sự rất là Và với một căn có vị trí đắc địa như thế này thì không biết là hiện tại mức giá giao dịch đang như thế nào ạ? Căn này thì hiện nay là chủ nhà đang giá bán với mức giá là 4x tỷ. Còn x bao nhiêu ấy thì tùy thuộc vào độ thiện chí của chú em. Vâng. Mình có thể đến gặp gỡ chủ nhà và đàm phán cái giá cuối cùng. Vâng ạ. Và nếu như chị quan tâm đến một sản phẩm shop house song lập như thế này, thậm chí là những căn đẹp hơn nữa, anh chị đừng ngần ngại, hãy liên hệ vào số hotline trên màn hình, hoặc anh sẽ giúp anh chị xuống khám phá thực tế và thương lượng với chị với mức giá tốt nhất. Và quý vị đừng quên dành tặng chúng tôi một nút like video cũng như đăng ký kênh để là những khán giả đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất về bất động sản của Vinhome nhé. Bây giờ xin chào. Xin chào.